Vâng, em Hà xin kính chào tất cả các bác yêu lan nhé. Hôm nay em lại quay ở vườn ngoài cho các bác, phục vụ cho các bác nhá. Số mày đào hoa lấy thằng chồng nó chụp hoa thế. Suốt ngày có là các bác này. Một giò hạc vĩ à. Các bác nhá. Giò hạc vĩ nhá. Như thế này. Đấy. Nó cao như người em luôn nhá. Cao như người em luôn. Như thế này. Em bán cho các bác với giá nhá là 500.000 nhá. 500.000 nhá các bác nhá. Thân mập như ngón tay luôn. Ngón tay trỏ nhá các bác nhá. Hạc vĩ Lai Châu nha các bác nhá, nguyên bản từ rừng luôn. Đấy, các bác về các bác cứ treo như này lên là cho em là ok nhá. Đây nha. Đấy, như này. 500.000 nhá, cho giò số 1 nha các bác nhá. Số 2 này. Vẫn là hạc vĩ à. Những cái giò nhỏ nha các bác nhá, giò nhỏ nhá. Em bán giò này cho các bác nhá. Với giá là 150.000 nhá. 150.000 nhá các bác nhá. Đấy, thuần rồi nhá. 150.000 cho giò số 2 nhá. Số 2 nhá các bác nhá. Số 3 này. Giò hạc vĩ Lai Châu này. Đấy, đẹp không các bác? Như thế này. Thuần vào gỗ nhá. Đấy nhá. Em bán giò này cho các bác nhá. Với giá là 280.000. 280.000 nhá. Cho giò số 3. Số 4 này. Một giò u lồi nha các bác nha. Một giò u lồi mới trồng thôi. Em mới trồng rồi nha. Em đếm thân hoa cho các bác nha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 đầu thân hoa nha. 12 thân hoa như thế này nha. Em bán cho các bác với giá là 350.000 nha. 350.000 nha. Cao nhất là được 50 sen. Đấy. Cao nhất là 50 sen nha các bác nha. Cho giò số 4. Số 5 này. Em lên hoàng thảo đùi gà nhá. Các bác nhìn mầm gốc này. Tua tủa mầm gốc nha các bác nha. Đấy nha. Thuần rồi nhá, thuần rồi em mới bán nha các bác nha. Giò như thế này. Đấy. Một hàng một dè luôn. Được đôi này, 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14. 14 mầm gốc, 15 mầm gốc nhá. Giò như thế này được 15 mầm gốc nhá. Đấy, như thế này ở dưới này nè. Đấy, là được 15 mầm gốc nhá. 15 mầm gốc giò này như thế này. Em bán cho các bác với giá là 300.000 nhá. 300.000 nhá các bác nhá. Cho giò số 5. Số 6 à. Các bác nhìn thấy nó mập không các bác? Đấy. Mầm gốc thì vô đối luôn nha các bác nha. Các bác thuần rồi, các bác về chỉ sẵn trăm thôi các bác ạ. Nhìn sướng lắm. Giò như thế này nhá. Em bán cho các bác với giá là 350.000 nha. 350.000 nha. Đấy. Giò này đẹp đấy nha các bác nha. 350.000 cho giò số 6.
số 7 tiếp theo này. Số 7 nha các bác nha. Thân nó mập ú luôn. Nhìn chất lắm các bác ạ. Em bán giò này nhá cho các bác nhá, với giá là 350.000 nha. Nó cao được 60 sen luôn. Đấy, đẹp nha, hàng đẹp nha. 350.000 cho giò số 7. Số 8 à. Đấy, một giò này giò to. Đây nha, các bác nha. Giò như thế này nhá. Em bán cho các bác với giá là 370.000 nha. 370.000 nha các bác nha. Rất nhiều thân. Đấy, tới đây các bác chơi hoa thì quá ok luôn nha. 370.000 cho giò số 8. Số 9 này. Số 9 nha các bác nha. Một giò đùi gà tiếp tục này. Đây nhá, tiếp tục nhá. Số 9 này. Giò gà này nhá. Giò gà này to nhá. Em bán cho các bác với giá là 400.000 nhá. 400.000 nha các bác nhá. Cho giò số 9. Số 10 này em trồng vào gỗ nhá. Trồng vào gỗ nhá. Đây nha, mầm gốc đây nha các bác nhá. Đấy, tu tủa như thế này mà. Dễ đây nha các bác nhá. Một giờ như thế này. Em bán cho các bác với giá là 900.000 nha. 900.000 nha các bác nhá. Cho giò số 10. Số 10 nha các bác nhá. Cái này giò này các bác chơi hoa thì quá đã luôn. Số 11 đây các bác này. Một giò tròn như thế này. Đấy. Giò như thế này thì em bán cho các bác 250.000 nha. 250.000 nha các bác nha. Đấy. Các bác nha. Thuần rồi nha các bác nha. Cái lô này thì trồn này thì quá ok nha. 250.000 cho giò số 11. Số 12 này. Số 12 nha. Giò này nó to nha. Em bán cho các bác giò này nha. Với giá là 450.000 nha. 450.000 nha các bác nha. Hôm nay là em bán hàng chưa bao gồm phí ship nha các bác nha. Các bác lấy một giò như thế này tầm 40 đến 50.000 một giò như thế này nha. 40 đến 50.000 một giò cước nha. Đấy. Cho giò số 12. Số 13 này. Tiếp tục một giò trồn nữa này. Trồn nha các bác nha. Đấy. Giò như thế này. Em bán cho các bác với giá là 450.000 nha. 450.000 nha các bác nha.
cho giò số 13. Vẫn là dáng hương đuôi tròn nha các bác nha. Số 14, bác nào có điều kiện lấy cái giò to này này. Đấy. Đây nha. Giò to nha các bác nha. Như thế này, treo như thế này nhá. Em bán cho các bác với giá là 1.600.000 nhá. Các bác nhá. 1.600.000 nhá. Dài hơn 1 mét luôn, bề rộng của nó hơn 1 mét luôn nha các bác nhá. Cái này chắc cước cao ấy. Cước chắc phải tầm 200 nhá. Cho giò số 14 nha, 1.600.000 nha. Đến mùa hoa thì không phải giá đấy luôn, em nói thật các bác đấy. Giò khủng như thế ạ. Giò như thế này nha, em trồng chậu nha các bác nha. Trồng chậu như thế này nha. Giò như thế này em bán cho các bác với giá là 280.000 nha. 280.000 nha các bác nha. Cho giò số 15. Số 16 này. Toàn trồn to nha. Toàn trồn to rồi. Giò như thế này nhá. Em bán cho các bác với giá là 1.000.000 nhá. 1.000.000 nhá các bác nhá. 1.000.000. Cho giò số 16 nhá. Số 16 đó nhá các bác nhá. 1.000.000. Số 17 này. Đây nhá, để như thế này, treo như thế này nhá. Mùa hoa này em nói với các bác là giò này ấy, đã luôn. Ít nhất em tính mỗi một cây à, một bông thôi. Một bông thì nó rơi vào tầm mười mấy bông luôn. Đấy. Nó thuần thì các bác không phải nghĩ cái vườn này luôn. Này, dễ à. Nó chen chúc nhau luôn nha các bác nha. Giò này nhá, em bán cho các bác với giá là 900.000 nha. 900.000 nha các bác nha. Cho giò số 17. Số 18 này. Vẫn là dáng hương đuôi tròn nha các bác nha. Dáng hương đuôi tròn nha. Giò như thế này nha. Em bán cho các bác với giá là 280.000 nha. 280.000 nha. Đấy. Cho giò số 18. 18 nha. 280.000 nha. Đây nha. Số 19 này. Giò trồn như thế này nhá các bác nhá. Quá ok luôn các bác này. Nhìn chất cây. Cây bây giờ nó quá khỏe luôn nha các bác. Về các bác chỉ sẵn chăm. Như các bác hàng mới về nha các bác, bất cứ bác lấy, các bác lấy của ai thì lấy. Như em khuyên thật là các bác nên phun chống thối luôn cho em, vì nó lạ nước lạ cái nha các bác nha. Lạ nước lạ cái nha. Phun luôn chống thối cho em. Giò như thế này nha, em để cho các bác với giá là 350.000 nha. 350.000 nha các bác nha.
cho giò số 19. Số 20 này. Các bác nhìn thấy chồn to không ạ? Đấy. Như thế này nhá. Giò này em bán cho các bác với giá là 1 triệu 200 nghìn nhá. 1 triệu 200 nghìn nha các bác nhá. Cho giò số 20. Số 21 này các bác này. Một giò dáng hương đuôi chồn như thế này. Đấy. Em bán cho các bác với giá là 300 nghìn nhá. 300 nghìn nha các bác nha. Không đủ phân thuốc luôn các bạn. Không đủ tiền tưới. 300 nghìn cho giò số 21 nha. Số 22 này. Số 22 nha các bác nha. Một giò như thế này. Đấy. Em bán giò này cho các bác với giá là 400 nghìn nha. 400 nghìn nha các bác nha. Cho giò số 20. Sao 22? Sao? Cho giò số 22 nha. 400 nghìn nha. Bà bắt cười. Tiếp tục em lên một giò dáng hương đuôi chồn tiếp này. Đấy. Dễ đây nha các bác nha. Giò như thế này nhá. Em bán cho các bác với giá là 700 nghìn nhá. Tiền nào của nấy luôn nha các bác nhá. Tiền nào của nấy luôn nhá. 700 nghìn cho giò số 23. Đây nhá, em có một con mèo anh nhá. Mèo anh nhá các bác nhá. Trắng tinh đình đình luôn. Đấy. Như thế này. Nó còn liếm mồm. Con này 4 cân nhá các bác nhá. Đấy. Đuôi này trắng bốp luôn. Mèo này là mèo cái nhá các bác nhá. Em bán 1 triệu rưỡi nhá. 1 triệu rưỡi nhá. Bác nào lấy thì em gửi xe thôi nhá. Em gửi xe nha. 1 triệu rưỡi. Ngoan lắm các bác ạ. Bế được. 1 triệu 500 nghìn nha các bác nha. Tiếp tục này. Em lên giò dáng hương tam bảo sắc xếp rụt này. Đây nha các bác nha. Nhìn thật chất cây nha các bác nha. Đây nha. Đấy. Em bán giò này cho các bác nha. Với giá là 500 nghìn nha. 500 nghìn nha các bác nha. Trồng vào gỗ lũa nha. 500 nghìn cho giò số 24. Số 25 này. Tiếp tục dáng hương tam bảo sắc nha. Như thế này nha. Em bán cho các bác với giá là 300 nghìn nha. 300 nghìn nha các bác nha. Cho giò số 25. Số 26 này các bác này. Số 26 này các bác này. Đây là chuỗi ngọc nhá. Chuỗi ngọc nhá. Giò này là giò to đấy ạ. Các bác nhá. Giò to đấy. Em bán giò này cho các bác với giá là 650 nghìn nhá. 650 nghìn nhá các bác nhá.
cho giò số 26. Số 26 cũng là số cuối của em nhá. Mong được sự ủng hộ của các bác nhá. Các bác muốn xem video tiếp theo thì các bác đăng ký kênh và ủng hộ gia đình em nhá. Vâng, em xin chào tạm biệt tất cả các bác yêu Lan nhá.